Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 8 tháng 10, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị thống nhất về chủ trương quan điểm định hướng phát triển của tỉnh làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị hỗ trợ cho trên 4.500 người dân Hưng Yên đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở các tỉnh miền Nam. Doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh phương án sản xuất để thích ứng với những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Nhiều địa phương ở huyện Khoái Châu chưa thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án khởi nghiệp xanh Green Product của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Văn Giang. Bắt đối tượng cướp tài sản của phụ nữ đi chợ sớm ở huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất về chủ trương quan điểm định hướng phát triển của tỉnh làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, chủ trì hội nghị. Định hướng quy hoạch tỉnh Hưng Yên nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị. Đây cũng là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Bộ ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việc quy hoạch tỉnh sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, nhân lực, kinh tế, du lịch, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến, xây dựng phương án phát triển tổng thể và định hướng bố trí hợp lý không gian phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ hết sức quan trọng được xây dựng trên cơ sở những quy định pháp lý mới với cách tiếp cận và phương pháp tích hợp liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác lập quy hoạch phải thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ triển khai thực hiện, tham gia trực tiếp vào hoạt động của đơn vị tư vấn, là đầu mối giữa đơn vị tư vấn và các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Yêu cầu đơn vị tư vấn cập nhật đường kết nối di sản, hệ thống kết nối giao thông vành đai của Hưng Yên, các hệ thống giao thông kết nối khu công nghiệp, khu dân cư xanh vào dự thảo quy hoạch. Chiều nay, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp đã thông qua quy định tạm thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Bộ Giao thông Vận tải. Mục đích là nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch, đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân, hành khách, đảm bảo an toàn, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Theo đó, từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 sẽ áp dụng thí điểm 23 chuyến bay khứ hồi trên một ngày tại một số tỉnh, thành phố. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổng hợp, sơ kết, đánh giá phối hợp với các địa phương để đề xuất Chính phủ việc bổ sung điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc rà soát xem xét hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, tính đến ngày 8 tháng 10, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát thống kê được trên 4.500 người đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ. Trong đó, địa phương có số người đề nghị hỗ trợ nhiều nhất là huyện Ân Thi trên 1.500 người, huyện Kim Động 1.000 người. Đây là những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không về tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị tỉnh phê duyệt hỗ trợ người dân bằng tiền mặt với mức là 1 triệu đồng một người. Kinh phí trích từ nguồn Quỹ Xã hội hóa phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hưng Yên và được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương miền Nam nơi người dân Hưng Yên tạm trú để hỗ trợ trực tiếp.
hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thông tin tuyên truyền người dân trong tỉnh, vận động, thuyết phục người thân đang sinh sống, lao động học tập tại các tỉnh phía Nam tạm thời chưa về quê để góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời tuân thủ hướng dẫn chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền sở tại. Sáng nay, nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên trao tặng hơn 2.000 sản phẩm ngũ cốc và đồ uống dinh dưỡng với tổng trị giá hơn 710 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Mỹ Hảo. Trước đó, đại diện nhà máy Nestlé Bông Sen cũng đã trao tặng đội ngũ y tế và lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ các sản phẩm thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch sữa Milo và sữa nước Nestlé với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Cũng trong tháng 9 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, công ty Nestlé Việt Nam đã gửi những phần quà dinh dưỡng cho trẻ em đang sống trong vùng dịch của tỉnh với trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Đến nay, Nestlé Việt Nam đã hỗ trợ các hoạt động cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lên đến 4,5 tỷ đồng, trong đó có đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, công ty Nestlé Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cùng chính phủ và cộng đồng trên toàn quốc, bao gồm hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đối tác kinh doanh nhỏ lẻ, người dân yếu thế và ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với tổng trị giá lên đến trên 66 tỷ đồng. Hiện nay, công ty có nhà máy Nestlé Bông Sen và trung tâm phân phối Nestlé Bông Sen đang hoạt động tại khu công nghiệp Thăng Long 2, tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định khen thưởng cho 50 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong công tác chăm lo cho người lao động lần thứ 3 năm 2021. Các doanh nghiệp được khen thưởng điển hình như chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, công ty cổ phần Tiên Hưng ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, công ty điện lực Hưng Yên, công ty cổ phần ABC Việt Nam ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kéo dài trong thời gian qua, song các doanh nghiệp trên vẫn khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và có nhiều biện pháp chăm lo tốt cho người lao động như đảm bảo các điều kiện làm việc, đi lại, hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo việc làm, thu nhập, hỗ trợ tiền lương, ngay cả khi người lao động nghỉ việc do phải cách ly, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn lao động. Thưa quý vị và các bạn, để bắt nhịp nhanh với thời cơ kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, sự linh hoạt trong điều chỉnh chiến lược sản xuất ở từng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong những thời điểm khó khăn như hiện nay. Phóng sự sau sẽ phần nào làm rõ hơn về vấn đề này. Phán đoán đúng tình hình, đồng thời nâng cao năng lực tự sản xuất để chủ động được nguồn nguyên liệu thay vì nhập khẩu. Vì vậy, kết quả sản xuất 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng của nhà máy tôn mạ màu thuộc tập đoàn Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phú Núi A đã tăng hơn cả năm 2020 trên 50.000 tấn, đạt 250.000 tấn. Với đơn hàng hiện có từ nay đến hết năm, nhà máy phải chạy hết công suất mới đáp ứng đủ. Ước sản lượng sẽ tăng gấp 2 lần năm 2020, chủ yếu là xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Nhà máy được đầu tư rất là hiện đại, đồng bộ ngay từ đầu. Chúng tôi định hướng lâu dài đến chất lượng hàng đầu của chúng tôi. Thế cho nên khi mà có cái dịch hoặc là có vướng mắc thì ví dụ như là thị trường ở đây thu hẹp, thị trường trong nước thu hẹp thì chúng tôi cũng có cái giải pháp ngay, tập đoàn công ty cũng có cái giải pháp ngay là chuyển hướng xuất khẩu, và đó là một cái lợi thế rất là lớn của chúng tôi. Giữ vững việc làm, thu nhập cho công nhân trong giai đoạn vừa qua đã là khó cho nhiều doanh nghiệp, nhưng chính khó khăn của dịch COVID-19 đã tạo ra thời cơ cho công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát phát triển. Giường và tủ y tế từ chỗ chỉ là mặt hàng thứ yếu trong một số sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất từ nhiều năm nay, nhờ sự điều chỉnh linh hoạt, sản phẩm này trở thành mặt hàng chính, tăng 200% công suất so với thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Sản phẩm được tiêu thụ nhiều ở trong nước và xuất khẩu, đem lại doanh thu khá cho doanh nghiệp. Trong thời gian qua thì ban lãnh đạo công ty chúng tôi đã có những cái sự điều chỉnh phù hợp trong cái cơ cấu sản xuất. Ví dụ các cái mặt hàng liên quan đến các cái thiết bị y tế như giường, tủ, trang thiết bị y tế
cho phòng chống cái đại dịch và đồng thời giảm cái tỷ trọng tồn kho của các cái mặt hàng nó không thiết yếu. Thay đổi trong cung cầu hàng hóa sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới bởi dịch bệnh đã làm đứt gãy chuỗi sản xuất tại nhiều nước. Vì vậy, việc dự báo và linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ góp phần tìm thấy thời cơ trong chính khó khăn, nên không ít doanh nghiệp vẫn tìm ra cách để mở rộng sản xuất hiệu quả cho mình. Nhằm thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm vừa tổ chức tháo dỡ cưỡng chế một số vi phạm về đất đai, hành lang giao thông trên các tuyến đường DT385, DH19, DH18 và DH12. Trong đó, trọng tâm là việc giải tỏa tháo dỡ đối với 13 hộ xây dựng công trình vi phạm trên diện tích hơn 850m2 đất công do Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh quản lý và đất canh tác cạnh đường tỉnh 385. Đây cũng là khu vực trung tâm đô thị huyện Văn Lâm, ở gần vị trí kết nối với quốc lộ 5 và gần chợ Như Quỳnh. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng lều lán, quán bán hàng, sửa xe. Sau khi được chính quyền địa phương thông báo và tuyên truyền, một số hộ đã chấp hành tự tháo dỡ một phần công trình vi phạm nhưng chưa triệt để. Thị trấn Như Quỳnh đã huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ để tháo dỡ, giải tỏa triệt để các vi phạm, trả lại cảnh quan đô thị trung tâm huyện. Sau giải tỏa, Ủy ban thị trấn Như Quỳnh sẽ giao cho lãnh đạo các thôn phố để tổ chức quản lý, đặc biệt là đối với thị trấn Như Quỳnh. Chúng đã thành lập cái đội quản lý trật tự đô thị và sau giải tỏa sẽ giao cho đội quản lý trật tự đô thị của thị trấn thường xuyên là rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian tới, thị trấn Như Quỳnh sẽ tập trung giải tỏa các vi phạm trên đường DH11 với nhiều hộ có nhà xưởng sản xuất nhựa ở thôn Minh Khai. Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã quán triệt chỉ đạo các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương trong huyện vẫn chưa thực hiện hiệu quả chỉ đạo này. Từ giữa tháng 8 đến nay, các địa phương ở huyện Khoái Châu vận động người dân thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháo dỡ hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi. Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện, nhiều lãnh đạo xã vẫn còn ngại va chạm, sợ trách nhiệm nên xử lý không kiên quyết dứt điểm. Minh chứng là các xã chủ yếu giải tỏa những công trình nhỏ lẻ, lều lán, nhà tạm, nhà xưởng. Thì 6 tháng đầu năm thì xã chúng tôi có 6 trường hợp vi phạm mới phát sinh, tổng số là 560m2 làm kho rồi làm sân ở đất khu 3 đã vận động gia đình là thực hiện tháo dỡ. Riêng với 4 cái trường hợp xây nhà ấy thì cũ thì báo cáo đồng chí là riêng một trường hợp thì đã giải quyết xong. Còn 3 cái trường hợp thì xin báo cáo đồng chí là khó khăn cho đời tập chúng tôi là 3 công trình này rất là lớn xảy ra vào cuối năm 2019 và 2020. Lãnh đạo một số xã có tư tưởng làm không bài bản, không phân công nhiệm vụ rõ ràng và thiếu kiểm tra giám sát, dẫn đến hiệu quả thực hiện giải tỏa chưa cao. Ví dụ như trong giải tỏa hành lang giao thông xã Phùng Hưng có 170 hộ vi phạm, 50 hộ xây nhà kiên cố tồn tại trong nhiều năm, nhưng mới giải tỏa được 5 hộ. Ở thị trấn Khoai Châu có 169 hộ, trong đó có gần 70 hộ xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Các vi phạm trên sông Từ Hồ Sải Thị là vi phạm Phùng Hưng, Đại Hưng, một số xã khác rất là lớn. Người đứng đầu chủ tịch các xã là phải quyết tâm, không nói khó, không nói không, mà chỉ có bàn tổ chức kỷ niệm thể hiện. Nhiều vi phạm về đất đai đã tồn tại từ hàng chục năm trước nhưng không được xử lý. Theo báo cáo, huyện Khoái Châu có gần 500 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp thuộc đối tượng về giải tỏa. Để xử lý từng bước các vi phạm, qua đó ngăn chặn triệt để vi phạm mới, huyện Khoái Châu cần tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý đất đai. Với mong muốn cung cấp các sản phẩm bảo vệ môi trường và quảng bá những đặc sản quê hương, nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Văn Giang đã thực hiện dự án khởi nghiệp Green Products. Đã thành thông lệ ngoài thời gian học, nhóm 5 học sinh gồm Giang Quốc Triệu lớp 12A, Đỗ Lâm Trúc, Đỗ Thùy Dương, Nguyễn Quang Anh Tuấn và Lê Trung Hiếu lớp 10G lại tập trung làm các sản phẩm handmade phục vụ cho dự án khởi nghiệp của mình. Thứ tư,
Sở dĩ được gọi là dự án khởi nghiệp xanh là bởi các sản phẩm phải đáp ứng được tiêu chí bảo vệ môi trường, an toàn, lành mạnh, hợp vệ sinh. Đó có thể là những chậu cây cảnh tái chế từ phế liệu, là những chiếc túi giấy dễ phân hủy, hoặc các loại nông sản sạch nổi tiếng của huyện Văn Giang như hoa cây cảnh, bánh răng bừa, bánh khúc, bánh cuốn. Thực ra thì cũng có nhiều khó khăn. Đầu tiên là làm sao để làm cho cái sản phẩm của mình độc đáo, khác biệt đi và cạnh tranh được với những sản phẩm đã có. Tại vì sản phẩm của bọn em là chủ yếu nó là handmade, thì sự trau chuốt nó không thể cẩn thận được giống như những cái sản phẩm mà được làm từ nhà máy, xí nghiệp. Trong ngày đầu tiên mở bán thì đã có khoảng 20 đến 30 khách hàng đến và mua tại cửa hàng trực tiếp của chúng em. Và ở trang web cũng đã có khoảng vài chục khách hàng đã đặt hàng và chuyển khoản rồi ạ. Vượt qua những khó khăn, các em đã thuyết phục được một số cơ sở sản xuất, nhà vườn đầu tư, cung cấp nguồn hàng ổn định. Ngoài gian hàng trực tiếp tại khu đô thị Ecopark, cả nhóm đã mở rộng kinh doanh online. Với tình yêu nghề, sự nhiệt huyết, tận tâm, cô giáo Trần Thị Hương Giang, giáo viên môn khoa học tự nhiên trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động đã không ngừng nỗ lực sáng tạo để thiết kế ra nhiều bài giảng, đem đến cho các em học sinh những buổi học đầy hứng khởi và hiệu quả khi học online trong thời điểm dịch COVID-19. Với các em học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, mỗi tiết học do cô giáo Trần Thị Hương Giang đứng lớp giảng bài không chỉ là một tiết học đơn thuần mà còn là những trải nghiệm thú vị. Trong từng bài giảng, cô luôn tìm tòi khai thác ứng dụng các phần mềm dạy học, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu nhất với những hình ảnh sinh động gần gũi trong cuộc sống. Để tạo hứng thú, kích thích học sinh, cô luôn lồng ghép nội dung bài học và các trò chơi hình thức trắc nghiệm. Bên cạnh đó, cô còn sử dụng phiếu bài tập và triển khai dự án trên các phần mềm để đánh giá tương tác với học sinh. Cô Giang dạy rất là dễ hiểu, các hoạt động trò chơi cô tổ chức rất hay và hấp dẫn. Sau giờ học, cô cho các bạn quay video này, giúp tiếp cận kiến thức tốt hơn, giúp các bạn hiểu rõ về kiến thức về bài ngày hôm đấy. Em rất là thích tiết sinh của cô Giang, tuần nào em cũng mong đến tiết sinh của cô Giang dạy. Quan sát các tiết học của các con thì tôi cảm thấy là cô truyền đạt rất là tốt, cô luôn lồng ghép các cái hình ảnh làm cho các con là rất là dễ hiểu, thức được rất nhanh. Ngoài giờ lên lớp, cô Giang dành nhiều thời gian tâm huyết của mình cho việc học hỏi và nghiên cứu để xây dựng những bài giảng chất lượng với tiêu chí cô đọng, xúc tích, dễ hiểu nhưng vẫn đầy đủ nội dung để truyền tải cho học sinh của mình. Xuất phát từ một trong những việc đó là cái động lực vì mong muốn là học sinh tiếp thu bài một cách tốt nhất, và đó cũng chính là một trách nhiệm của người thầy. Và bên cạnh đấy thì còn có những cái tình yêu thương học sinh. Hơn nữa, tôi cũng là một phụ huynh và tôi cũng rất mong mỏi cho các con nhà tôi được duy trì cái việc học tập một cách tốt nhất. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cô giáo Trần Thị Hương Giang còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đồng nghiệp trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Là một giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, cô luôn tích cực tự học và có rất nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy học trực tuyến. Nổi bật nhất đó là việc cô giao nhiệm vụ cho học sinh thông qua việc các phiếu học tập, các bạc miểu hay việc vận dụng các học liệu học tập. Với sự tận tâm, nhiệt huyết, năm học vừa qua, cô giáo Trần Thị Hương Giang đạt giải 3 cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp tỉnh. Cô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Ngày 8 tháng 10, Công an huyện Yên Mỹ bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú ở thôn Chi Long, xã Ngọc Long, về hành vi cướp tài sản. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9, Tùng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 89M109057 từ xã Ngọc Long đi xã Yên Phú theo đường tỉnh lộ 382. Khi đến đoạn đường đi địa phận xã Việt Cường, thấy một phụ nữ đi chợ rau sớm, đường vắng người qua lại. Đối tượng Tùng đã điều khiển xe máy ép người phụ nữ vào dãy đường, dùng kéo nhọn đe dọa, uy hiếp và cướp túi sách đeo trên người nạn nhân. Bên trong túi có 830.000 đồng cùng một số tài sản khác. Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Yên Mỹ đã khẩn trương điều tra và truy bắt được đối tượng Nguyễn Đức Tùng.
Không chỉ xuất hiện tình trạng phơi thóc lúa trên các tuyến đường giao thông ở vùng nông thôn mà tại các trục đường lớn trên địa bàn thành phố Hưng Yên cũng xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng lề đường để phơi thóc lúa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Những ngày này, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Liên Phương, Trung Nghĩa đã lấn chiếm lòng đường của các tuyến ADP, Lê Đình Kiên, đường nối từ đường ADP đến đường cao tốc để phơi thóc, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các phương tiện khi lưu thông qua đây và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để xảy ra tình trạng trên, bên cạnh ý thức của người dân chưa cao, còn do công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương chưa được chú trọng. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cũng chưa quyết liệt xử lý triệt để. Theo quy định của pháp luật, hành vi phơi thóc lúa rơm rạ trên đường bộ bị nghiêm cấm tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra. Người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.